Kính thưa quý vị, ông Trần Hùng, Cục Phó Cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương, vừa mới bị Tòa Phúc Thẩm tuyên y án 9 năm tù giam dưới cáo buộc nhận hối lộ. Tuy nhiên, ông này chưa từng thừa nhận cáo trạng do Viện Kiểm sát đưa ra, thay vào đó đã một mực kêu oan. Ông Trần Hùng bị bắt hồi tháng 8 năm 2021 dưới cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án đường dây sản xuất tiêu thụ 3,2 triệu cuốn sách giả. Ông Hùng bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng từ doanh nghiệp để xử lý vụ việc nhẹ nhàng thay vì báo công an. Điểm mấu chốt của vụ án là có hay không việc ông Hùng nhận 300 triệu từ bị cáo Nguyễn Duy Hải. Phía Viện Kiểm sát kết luận là có đủ căn cứ, trong khi ông Hùng một mực phủ nhận. Dạ vâng, để nhận định các yếu tố pháp lý liên quan đến phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Trần Hùng, Đài Á Châu Tự Do xin được mời luật sư Đặng Đình Mạnh, một luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tham gia vào quá trình tố tụng tại hệ thống tòa án ở Việt Nam. Những cái lời khai để mà đổ tội cho ông Trần Hùng thì trước tiên là đây là chỉ là thông tí là những lời khai mà thôi. Có đôi ba đối tượng đã khai như vậy. Nhưng mà tuy nhiên hầu như không có một đối tượng nào có một cái chứng cứ một cách xác đáng rằng họ đã đưa cái túi tiền 300 triệu đồng cho người nhận là ông Trần Hùng cả. Hoàn toàn không có vấn đề này. Mà chỉ thuần tí là những lời khai. Thật ra thì luật pháp và luật tố tụng hình sự có quy định vấn đề đánh giá lời khai là khi những cái lời khai như vậy nó phù hợp với những cái chứng cứ khác trong hồ sơ thì những lời khai đó mới được công nhận đó là chứng cứ và được sử dụng để mà quyết định cho vụ án. Nhưng mà trong vụ án này chúng ta không thấy có những cái chứng cứ khác để nó giúp làm minh họa và làm rõ thêm cái những lời khai đó. Và thuần tí là chỉ là những cái lời khai như vậy mà thôi. Chính cái điểm đó thì tôi mới nói là cái thân phận của con người khi mà phải đối diện với những cái phiên tòa, những cái vụ án dạng như vậy, nó trở nên hết sức là mong manh. Chúng ta cứ giả thiết rằng nếu như là có ai đó thù ghét chúng ta và đôi ba người họ hè nhau để mà họ có cái lời khai để mà đổ dịch cho chúng ta bởi một cái hành vi gì đó thì rất có thể sau đó nó sẽ hình thành những cái phiên tòa và nó sẽ tuyên chúng ta một những cái hình phạt từ trên trời xuống, những hình phạt rất là nặng nề. Dạ vâng, còn một điểm rất đáng chú ý khác đó là ông Nguyễn Duy Hải, đây là nhân vật chính của vụ án bởi vì ông này bị cáo buộc đó là đã trực tiếp đem tiền đến để đưa hối lộ cho ông Trần Hùng, tức là theo cáo trạng của Viện Kiểm sát. Thế nhưng ông này lại không hề có mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Bằng cách nào đó mà Viện Kiểm sát đã không triệu tập ông này, thay vào đó là để cho ông này được vắng mặt. Cũng liên quan đến ông Nguyễn Duy Hải này, đó là khi mà ông ta đang bị tạm giam để điều tra đấy, thì có thông tin cho rằng ông này đã bị công an mớm cung và dụ cung. Cụ thể đó là phía công an dụ dỗ ông này đó là hãy khai rằng là đã đưa tiền cho ông Trần Hùng để đổi lấy cái việc đó là được giảm án. Tại sao cái thông tin này lại bị lộ ra? Đó là bởi vì ông Nguyễn Duy Hải đã kể lại cho những phạm nhân khác bị giam cùng với buồng giam với ông ta. Và chính những phạm nhân này sau đó lại được giam chung với ông Trần Hùng và kể lại toàn bộ sự việc. Ông Trần Hùng ở trong phiên tòa phúc thẩm đã đưa ra cái bằng chứng mới này và thậm chí là trong cái đơn mà ông ta viết còn có cả chữ ký của những cái phạm nhân đã được ông Nguyễn Duy Hải kể lại câu chuyện bị công an dụ cung kia. Và thậm chí có phạm nhân còn xung phong là nếu tòa yêu cầu sẽ đứng ra để làm chứng. Thế nhưng trong phiên xét xử phúc thẩm không có một phạm nhân nào được có mặt trình diện để lấy lời khai, cũng như Viện Kiểm sát hoàn toàn bác bỏ cái thông tin đó là ông Nguyễn Duy Hải bị công an dụ cung, cho rằng không có cách nào để mà xác minh cái đó cả. Và cuối cùng là tòa cũng không chấp nhận những cái thông tin mới đó. Thế thì thưa luật sư, cái yếu tố quan trọng như thế này, đó là nhân vật chính của vụ án thì không có mặt. Thông tin rằng ông ta bị dụ cung, bị ép cung bởi công an, có cả chữ ký của người làm chứng cũng không hề được Viện Kiểm sát và tòa án xét đến. Thế thì theo luật sư nó ảnh hưởng thế nào đến phiên tòa đây? Và không biết là ông có cái bình luận như thế nào ạ? Trước tiên phải nói là đây, đối tượng này là một cái đối tượng. Ông Hải là một cái đối tượng. Ông cung cấp những lời khai, nó giúp cho
cơ quan viện kiểm sát buộc tội. Vì vậy cho nên là đối với việc buộc tội thì viện kiểm sát cho vậy là đủ. Nhưng mà thật ra trong phiên tòa thì không chỉ là giải quyết việc buộc tội mà phải bao hàm được cái việc là xác định sự thật vụ án và nếu cần thiết thì phải gỡ tội. Vì vậy bên luật sư bên phía ông Trần Hùng yêu cầu là ông Hải phải ra tòa để mà đối chất sự việc. Cái yêu cầu đó hết sức là chính đáng. Nó thể hiện cái sự bình đẳng về đối tụng giữa hai bên. Nhưng mà tòa án đã bác bỏ cái điều đó và vô hình chung tức là chưa xét xử thì tòa án họ đã có một cái định kiến trước rằng ông Hùng là người có tội và những cái lời khai của ông Hải là sự thật, không cần phải thẩm tra gì cả. Thì chính cái điểm đó là một cái điểm cho thấy là một cái cơ hội để mà xác định là một sự việc nó đúng hay sai thì đã bị bỏ qua. Cái thứ hai là nó liên quan đến việc là bên phía ông Trần Hùng thì ông có xuất trình một cái chứng cứ mới. Trong chứng cứ mới đó là lời khai của những người bạn tù. Trong đó những người bạn tù họ đã, cái nội dung là họ trực tiếp nghe từ đối tượng Hải cho biết rằng là do đối tượng Hải bị ép cung, bị dụ cung nó mới thành ra cái tình trạng là ông ấy phải khai là đã giao tiền hối lộ cho ông Trần Hùng. Thế thì khi mà xuất hiện đăng chứng cứ mới này á, thì dù là chứng cứ nó chưa được làm đúng theo những cái thủ tục thì lẽ ra nếu khách quan thì tòa án phải cho thẩm tra ngay. Nếu như là những cái cách thẩm tra tại tòa mà xác định được ngay thì nó đơn giản. Còn nếu không xác định được ngay thì có thể là cho tạm hoãn phiên tòa để xác minh lại với trại giam. Việc này nó không quá mất nhiều thời gian và đồng thời nó giúp để xác định sự thật vụ án tại sao tòa án không làm và họ vẫn tiếp tục chấp nhận chiều theo ý của bên công tố, do đó họ không xem xét cái chứng cứ này nữa. Và như vậy thêm một lần nữa là hai lần thì cái cơ hội để mà xác minh tìm hiểu về sự thật của vụ án đã bị bỏ qua. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Vậy thì với những gì mà viện kiểm sát có ở trong cái cáo trạng của họ và với những gì mà phía ông Trần Hùng đã đưa ra, đã chứng minh, đã cung cấp thì cái kết quả mà tòa phúc thẩm đưa ra đó là tuyên y án đối với ông Trần Hùng đó, 9 năm tù giam thì nó có công bằng hay không? Thế vì trong cái vụ này á, thì chúng ta trước tiên, chúng ta và cả tòa án, cả kiểm sát, cả luật sư vân vân, không ai có thể biết được sự thật là ông Trần Hùng có nhận tiền hay không nhận tiền. Và tất cả đều phải đánh giá trên cơ sở chứng cứ hết. Thế thì chứng cứ trong trường hợp này nó không đủ để khẳng định điều đó thì lẽ ra tòa án phải tuyên là ông Trần Hùng không đủ cơ sở để kết tội. Thế vì vậy cho nên là ông Hùng có thể nhận tiền hoặc không nhận tiền. Điều đó không ai biết. Nhưng mà với cái cách thức xét xử không bảo đảm theo những cái quy định của luật pháp quy định thì đây chúng ta có thể khẳng định đây là một phiên tòa bất công. Một phiên tòa nó lướt qua hết tất cả, nó lờ đi tất cả những cái tiêu chuẩn về pháp lý, về những cái nguyên tắc pháp luật cần phải được áp dụng. Thì những cái phiên tòa bất công này nó có khả năng nó gây lên cái sự oan sai với một người. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể kết luận là đây ông Trần Hùng đã bị xét xử một cách bất công và đây là một bản án oan sai điển hình. Về phía mình thì ông Trần Hùng khi nói lời nói sau cùng tại tòa vẫn một mực bác bỏ những cáo buộc do phía viện kiểm sát đưa ra và khẳng định sự trong sạch của bản thân.